Không chỉ là một món ăn dân dã, khoai từ hay còn gọi là củ từ là một vị thuốc quý có lợi cho cơ thể con người. Loại khoai này được dùng làm thức ăn kiêng cho người tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì. Nó cũng là thức ăn cho người hay bị táo bón, khó ngủ, hầm hấp sốt, nhất là đối với trẻ em, người già. Đặc biệt, khoai từ còn có tác dụng giải các chất độc khỏi cơ thể. Củ từ tên Hán là thổ noãn, thổ vu, tên khoa học là Dioscorea esculenta Luebuck, họ củ nâu, loại có gai và loại không gai. Theo đông y, củ từ vị ngọt, tính bình, có tác dụng chống mệt mỏi, ích khí lực, kiện tỳ vị, cường thận dương, giải các chất độc khỏi cơ thể và chữa được nhiều bệnh. Về thành phần hóa học, trong 100g củ từ có 75g nước, 1,5g protein, 21,5g glucid, 1,2g cellulose, 28mg canxi, 30mg phosphor, 0,2mg sắt, 2mg vitamin C, cung cấp được 94 kilocalo. Như vậy, giá trị dinh dưỡng của củ từ cũng tương đương khoai tây. Nó có thể cung cấp lượng lớn protein, niêm dịch cho cơ thể người. Đây là hợp chất giữa protein và polysaccharide có tác dụng bảo vệ sức khỏe cho cơ thể, có thể phòng tránh, lắng đọng lipid ở hệ thống tim mạch, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, phòng tránh phát sinh xơ động mạch quá sớm, giảm thiểu lắng đọng lipid dưới da, tránh xuất hiện tình trạng béo phì. Ăn củ từ thường xuyên có thể phòng tránh teo ruột mô liên kết trong thận và gan, phòng tránh phát sinh bệnh chất tạo keo, duy trì độ hoạt nhuận ở đường tiêu hóa, đường hô hấp và hốc khớp. Chất polysaccharide, niêm dịch trong khoai từ, sau khi kết hợp với muối vô cơ có thể hình thành chất xương, giúp xương sụn có độ đàn hồi nhất định. Enzyme tiêu hóa trong khoai từ có thể thúc đẩy phân giải protein và tinh bột. Vì vậy, nó là thực phẩm bổ dưỡng cho người suy yếu do nhiều bệnh như cơ thể hư nhược, tinh thần mệt mỏi, ăn không ngon miệng, tiêu hóa kém, hư lao, ho nhiều, di tinh đổ mồ hôi trộm, phụ nữ bạch đới, bệnh tiểu đường. Củ từ không chỉ là một thức ăn rất tốt cho những người bị tiểu đường, cao huyết áp, béo phì hay bị táo bón, khó ngủ, mà còn có tác dụng giúp cơ thể phòng chống nhiễm độc kim loại nặng từ môi trường. Cũng do tác dụng này, trước đây, củ từ đã được các thầy thuốc đưa vào chế độ ăn hàng ngày của công nhân làm việc trong môi trường lao động có chất độc để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho công nhân. Khoai từ là món ăn dân gian mà có thể đó là một loại thuốc quý có lợi cho cơ thể. Khoai từ là thức ăn cho người tiểu đường, người tăng huyết áp, béo phì, là thức ăn hỗ trợ và phòng chống cái ngộ độc kim loại nặng trong môi trường sống, môi trường lao động có chất độc, cho nên là khi ăn khoai từ cũng có tác dụng chống dành cho người hay bị táo bón, khó ngủ. Đặc biệt là người già và các trường hợp khi mà ăn khoai từ có tác dụng nhuận tràng, khi ăn khoai từ thì không cần dùng thêm thuốc tẩy và chống chống táo bón. Ngoài các công dụng chữa bệnh, khoai từ còn là nguyên liệu để chế biến nên các món ăn ngon như luộc, nướng, trộn salad, nấu canh. Với món canh khoai từ nấu sườn non, chúng ta không cần nhiều nguyên liệu, chỉ gồm một ít sườn lợn, vài củ khoai từ và các loại gia vị là đã có được món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình. Trước tiên,
chúng ta nên chọn những củ khoai từ còn cứng, tươi, không bị thâm, dập hay nứt, xứt. Không nên mua củ to quá, dễ bị sơ, mà chỉ nên chọn củ cỡ vừa. Khoai mua về, gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, để ráo. Sườn non trước khi đem vào chế biến, chúng ta ngâm với nước muối, chặt khúc vừa ăn và luộc lên. Sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch để làm sạch, khử mùi và làm trong nước canh. Phi thơm hành, cho sườn non vào xào qua. Tiếp đến, cho một lượng nước vừa đủ, thêm các gia vị như hạt nêm, tiêu, mì chính, rồi ninh chín. Sau đó, chúng ta cho khoai vào, ninh đến khi khoai chín mềm, nêm lại gia vị cho vừa ăn, cho thêm các loại rau thơm vào nồi, rồi tắt bếp. Canh sườn nấu khoai từ tuy chẳng phải món ăn cao sang, cầu kỳ, nhưng đem đến cảm giác ngon miệng cho mọi người trong gia đình. Với nhiều người, nó không chỉ là món ăn hay bài thuốc chữa bệnh, mà còn gắn liền với tình cảm thân thuộc, gia đình, hàng xóm, làng quê. Khi mà mình mua về mình chế biến thì mình phải lưu ý là mình phải ngâm một thời gian đã, thì để cho cái đất nó bóc ra khỏi cái củ khoai. Thứ hai nữa là phải làm sạch các cái rễ đó, thì sau đó mình phải rửa sạch. Và lưu ý khi mình sơ chế để mà nấu cái món canh ấy, hoặc là các món khác ấy, thì mình phải gọt vỏ xong thì mình phải chuẩn bị sẵn một cái tô nước lạnh, trong đó có pha một chút muối trắng. Thì lúc đó gọt xong mình ngâm vào xong thì nó mới sạch được cái nhớt, cũng như là một số cái chất mà nó có thể gây ngứa cho tay, hoặc là khi ăn cũng có thể gây ngứa trong cái cổ họng của mình. Củ từ có vị ngọt, the, tính hàn. Nếu dùng sống thì hơi độc. Bà bầu không ăn nhiều củ từ một lúc vì sẽ gây đầy bụng, khó tiêu. Để dùng khoai từ làm thức ăn an toàn hơn, không bị đầy bụng, đã có kinh nghiệm nướng khoai từ vì nếu qua nhiệt, chất nhựa của khoai sẽ bị phân hủy. Ăn ít thì nướng chín. Nếu dùng để nấu các món thì nên nướng qua rồi mới nấu. Những bài thuốc chữa bệnh từ củ từ: giải các chất độc, giã khoai từ sống, lấy nước uống cho nôn. Chữa ung thư tử cung: củ từ 30g, tảo biển 10g, gạo tẻ 100g. Nấu củ từ và tảo biển với 1,5 lít nước đến khi còn 1 lít
thì lọc lấy nước cốt, cho gạo và nấu cháo. Ăn nóng ngày 2 lần. Chữa viêm họng, ho do nhiệt. Củ từ gọt vỏ 250g, thịt gà 25g, thịt lợn nạc 100g, xá xíu 75g, nấm đông cô 25g, măng non 100g, bột nếp 500g, bột mì 250g, dầu mè 50g, rượu 5g, xì dầu 15g, muối 15g, tiêu bột 0,5g, đường 15g. Trần măng và nấm trong nước đang sôi, các loại thịt thái nhỏ, nhào tinh bột ướt. Xào các thịt, măng, nấm gia vị. Củ từ luộc chín, trộn các loại bột, đường, muối, trộn nhào kỹ, dàn trên mâm đã xòa mỡ. Chia làm 20 phần, làm áo bánh, rán vàng. Giải nhiệt, tiêu đờm. Củ từ gọt vỏ, nạo cho nhuyễn. Đậu phụ cắt con chì, rán vàng đều bằng dầu mè. Nấm rơm thái nhỏ, phi thơm kiệu hoặc hành tỏi, rồi cho đậu phụ, nấm rơm, tương muối xào, chê nước vào đun sôi. Cho củ từ vào nấu chín, bắc xuống cho rau ngổ, mùi tàu thái nhỏ. Ăn nóng với cơm.